lại cả nhà trong buổi chiều hôm nay trên kênh của Phương. Cả nhà ơi, thì chiều nay Phương với mẹ Phương mình đi ra đồng thăm cái bẫy mà Phương với mẹ đặt thành chi hỏng, cái bẫy từ tổ chim á. Mình chế từ cái bọ gà, xong rồi cái mình bỏ thức ăn vô, mình đặt ở trên cái đám rau nhút lớn ở trên gần kinh Ba Trăm á cả nhà. Hôm nay thì cũng được đó là 2 ngày 1 đêm rồi. À không, 1 ngày 2 đêm chứ. Nay mình ra mình thăm thử coi có thành quả chưa. Nhà còn đi thăm nha. Giống mà ngoài đó quá vậy ta. Kìa nó nổi lên kìa. Đây nè. Đây nè cả nhà. Ủa, đó. Đó cả nhà thấy không? Ngay đây nè. Cái. Đó cả hộp đó cả nhà. Giờ để Phương sẽ lội ra ngoài đó nha. Cái lội thăm đó kìa. Còn sống luôn mà nó hơi bị chóc cái đuôi. Thôi. Mẹ ơi. Mưa tới rồi cả nhà ơi. Đang đi mưa lớn quá trời luôn. Con nghe bên kia hù bên kia luôn á. Con đang đi lại đám con nhút. Ủa con sống cả nhà. Con nhút ở đây nè. Quá chừng đọt ngon luôn, mùa nước cái nó mập dữ lắm luôn á. Con đặt cái bẫy tước ở dưới đây nè. Giờ thì mình sẽ vô đây mình tìm nha. Vô mạnh lên luôn. Khi mà cả nhà đụng cái bẫy này là phải dở lên liền nha. Chậm chậm á là cá nó ra đó. Đây chút xíu. Ây da, ui da, dây chì nó móc vô trong cái đùi của Phương rồi. Tại cái này là từ bọ gà đó. Thảm á, Phương đặt ở trên sông á. Xong rồi Phương mới mang về đây. Phương bỏ trà chôm trong đây nè. Gà nhắc quá. Đợi Phương chút xíu. Tại Phương để làm rau nhút cho cá đừng có bị nhét. À. Ui, mới thấy một con cá bẫy chầu lia thia gì đó. Nó nhảy trên đây nè.
Phương kéo cái đuôi xuống cho nó giòn xuống cái đuôi. Phương có làm, Phương với mẹ Phương có mai cái đuôi ở phía dưới. Ui, Phương mới đụng con cá gì đây nè. Đây nè, đây nè. Ui, con cá sặc. Để con bắt cá sặc. Đây. Con cá sặc kia cả nhà. Đây một con cá sặc. Ấy rồi, cởi nó đi. Ui. Ôi. Kìa. Ôi. Ôi. Để con chồng nó hơi cái sặc lớn mẹ ơi. Ấy 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 ấy. Tại mình kiểu như là mình không có cái chỗ dẫn á, phải mình có cái chỗ dẫn giống như Phương đi thăm á, mà xong á thì Phương sẽ để lên trên một cái xuồng. Còn ở đây thì mình chỉ để nhờ lên trên cái đám con nhất thôi, rồi mình dòng cá xuống dưới cái hôm. Ây, Phương bắt chín cá đó. Ui, thôi đâu rồi đó. Giờ để Phương suy nghĩ. Phương sẽ dạy nó lên cái bờ này, phải cao lên một chút nữa mới được. Phải cho nó cao lên. Con cá mới nhảy ngang mẹ. Rồi cá phóng ra rồi. Mẹ càng lên trên nó cái gao nhút con nó sập xuống rồi. Nó sập xuống rồi, nó xẹp lép xuống nữa rồi. Thôi vậy cần qua qua bên bờ bên kia đi. À đúng rồi, đi cả nhà ơi. Đây nước sâu quá cả nhà ơi. Bỏ con lật ngang nó, con túm cái đuôi đó con dở lên đi. Vua quay cá lóc nó lọt xuống đây nữa nè, hai ba con luôn nè. Ê, rồi cho xuống đuôi luôn. Ôi cái chơi nữa, cái chơi bên đây nữa nè. Ôi cái bẫy của mình về chiếc này, về mình phải trùng tu lại cả nhà ơi. Nó lọt vô, nó lọt ra ngoài. Ui. Giờ mình phải túm cái đuôi nó trước đi. Con đứng được đi lên trên mấy bờ. Đứng lên trên mấy bờ đó. Còn cá ngoài nữa. Đây cả nhà ơi. Con cá sặc ở đây nữa. Giờ con túm ngang đây rồi để con đổ cái. Con đổ cái này ra cái trước nha. Đổ cái này vô trong cái ấy của mình cái. Ê con chuột của mình trong đây nữa chứ. Đây con tháo cái này ra coi. Cái này mình được mấy con trong đây không biết nữa. Đổ vô trong cái gọ của mình rồi cái mình xem sao. Thank you.
Vô không trời? Ôi con đút cái đầu nó vô trước. Chưa chưa. Rồi rồi hên quá. Con gì nó vậy? Mới vô con cái chơi rồi. Mô Phật. Ôi con Goofy nữa. Con gì đây nữa? Goofy nữa. Ê, ôi, rồi ra ngoài con rồi. Còn nhảy cái dưới nữa kìa. Tại vì cái bẫy này của Phương lâu rồi á, cái nó bị cá nó bị lọt vô bên hông á. Goofy, cá chơi, cá lóc. Cá lóc này sao vậy? Trời ơi, con nong nó bị sần luôn rồi. Lóc ơi, con chuột nè. Chuột nó nhảy nãy giờ nè cả nhà. Chuột nó bên lóc bên đó nè. Giờ con mang cái bẫy này về luôn. Sửa lại mới được. Mưa tới luôn rồi. Trời chiều ở bên đó luôn rồi cả nhà. Giờ phải lôi cái này về. Cảm ơn cả nhà hôm nay đã dành thời gian đi thăm bẫy với Phương nha. Cả nhà cho Phương xin một